Trước đó, một tài khoản sử dụng mạng xã hội Facebook đã đăng tải thông tin kèm hình ảnh phản ánh một lái xe taxi cố tình chặt chém giá hai du khách nước ngoài. Theo thông tin bài viết, hai du khách nước ngoài đi xe khách từ Sapa, Lào Cai về Hà Nội thì được nhà xe trả tại điểm đỗ trên phố Trần Nhật Duật, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm. Sau khi xuống khỏi xe khách, hai vị du khách này đón một chiếc taxi về phố Chợ Gạo, phường Hàng Buồm, cách điểm đón khoảng 50m thì được lái xe taxi báo cước dịch vụ là 500.000 đồng. Đáng chú ý, sau khi phát hiện hộ chiếu của họ để quên, lái xe đã quay lại trả và đòi tiếp tiền chuộc là 500.000 đồng. Ngay sau khi nắm bắt được thông tin, Ban Chỉ huy Công an quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo đội nghiệp vụ phối hợp với Công an phường Hàng Buồm xác minh. Đến sáng nay, ngày 13 tháng 5, Công an quận Hoàn Kiếm đã triệu tập được lái xe liên quan là một người đàn ông sinh năm 1990, trú tại xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang đấu tranh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.